Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một hộp sữa dâu. Giống như cái hình ở trên đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng chuẩn bị 4 mảnh giống như thế này. Sau đó thì sẽ cắt ra và chuẩn bị thêm 2 mảnh màu hồng nhỏ nữa. Thank you.
Please, Sam, subscribe my channel if you are enjoying my video. Thank you for watching.